mến chào cô chú bác anh chị em nha. Cả nhà ơi, hôm nay Thảo có một số những cái màu hoa đào nè cả nhà. Hoa đào Nhật ha. Thì Thảo có bán nha. Cô chú bác anh chị em nào nếu thích thì Thảo có thể ship xuyên bang cho mọi người được nha. Thì bây giờ đây Thảo sẽ quay từng màu cho cả nhà mình xem để tha hồ chọn lựa những cái màu hoa đào mà mình thích ha. Đây là màu cam nhạt nè cả nhà. Và double nha. Cánh nó nhiều cánh. Còn rất là nhiều nụ nhỏ nhỏ bên trong nha cả nhà. Đây nè. Còn rất là nhiều nụ nhỏ nhỏ nha cả nhà. Đó, nó mới chỉ nở có một chùm này thôi. Đó, bên dưới này cũng có một cái nụ bên dưới này nữa. Tên của nhau nói là đây. Thảo sẽ quay từng màu và từng cái tên cho bà con mình dễ tham khảo ha. Để cho mọi người ai có hứng thú với hoa đào cho mùa xuân này thì chúng ta rước các em này về chân Tết nha, để rồi mình có một cái chậu đào thật là đẹp cho những cái năm tiếp theo luôn cả nhà ơi. Cái loại này nè, tên của nó đây, hoa màu đỏ và nhụy màu vàng cả nhà nha. Đây, đây hoa màu đỏ và nhụy màu vàng. Nãy giờ Thảo làm ba cái nụ tầm xuân cho nên cái tay Thảo nó dính màu thấy ghê quá cả nhà. Chậu này rất là nhiều nụ cả nhà ơi. Hoa đỏ đẹp quá. Đỏ này là đỏ bọc đô nha cả nhà. Đó, đỏ thẫm luôn á, rất là đẹp. Đa phần chỉ là nụ nhỏ thôi cả nhà. Chỉ có vài chậu là nó có nở một ít thôi ha. Chậu này cũng có mấy em chúng chiếm chuẩn bị nở nè. Chậu nào cũng nhiều nụ lắm cả nhà nha. Nè, nụ chi chít luôn đó. Đây nè, cưng chưa? Đây là tên của nó đây ạ. Chậu Thảo vừa quay đó. Qua bên này, chậu này cũng vậy nè. Cũng nụ và chuẩn bị nở đó. Rất là nhiều nụ cả nhà ơi. Chậu này với chậu kia là cùng một tên hết cả nhà ha. Đây là những chậu lớn 5 ga lông nha cả nhà. Một lát nữa Thảo sẽ quay chậu nhỏ 1 ga lông nha cả nhà mình xem. Nụ nè, dễ thương chưa? Đầy hết luôn. Cái này cô chú bác anh chị em nếu mà thích thì chúng ta về mua một cái chậu sành ha. Đẹp đẹp rồi mình cho nó vào mình làm bonsai rất là dễ thương luôn cả nhà ơi, mà sang nữa. Đây là cái tên của em nó đây. Tên nó mờ quá ta. Đây, tên của nó đây cả nhà. Nhiều nụ lắm. Còn những chậu bên này thì nụ nó còn nhỏ ha. Nụ nó nhỏ hơn. Nụ nhỏ hơn thì mình ship đi tiểu bang á. Nó cũng có cái lợi là mình không có sợ bị gãy nụ ha cả nhà ha. Đây cái tên của nó đây cả nhà. Là của chậu này. Nụ cũng chi chít luôn. Mà tại vì nó nhỏ quá đó cho nên chúng ta chưa có thấy rõ thôi. Chậu kia cũng vậy ha. Và một vàng bên này cũng vậy nè. Đó, đây là chậu 1 ga lông nha cả nhà. Nó đỏ đỏ là nụ đó, không phải lá đâu cả nhà ha. Lá thì nó rụng hết rồi, chỉ còn lại nụ trên thân thôi nè. Tím tím nè. Nở ra thì hoa nó sẽ màu đỏ. Giống như cái chậu này cũng vậy nè ha. Đây là đã nở rồi. Còn một mớ nụ thì đang chúng chiếm nở. Thảo hôm nay Thảo có rất là nhiều màu nha cả nhà. Đây, chậu nhỏ 1 ga lông đây cả nhà. Tên của nó đây ha. Và nụ của nó đây. Chậu nhỏ 1 ga lông. Để lên bàn rất là tiện. Còn nhà nào mà chúng ta thích cho vào chậu lớn thì mình mua chậu 5 ga lông bên kia ha. Tên của nó đây cả nhà nè. Này nụ nhỏ lắm, nằm bên trong á. Thì hoa đào thì thường chúng ta chơi hết cả mùa xuân luôn cả nhà ha.
chứ không phải là mình chỉ chơi 3 ngày Tết xong rồi nó tàn giống như là hoa mai đồ đâu cả nhà. Cho nên là chúng ta không có lo là nó kịp Tết hay không kịp Tết, mà bởi vì mình mua một cây hoa đào thì mình chơi cả đời. Ví dụ như Tết năm nay nó nở không đúng mùng 1 thì nguyên mùa xuân mình vẫn có hoa đào. Cái này cái nụ nó còn bé và nó nằm chung với cái lá đó thì chúng ta khó nhận ra nha. Đó, nhưng mà rất là nhiều nụ luôn. Bên này Thảo có một chậu màu xanh này cả nhà. Chậu này là xanh trắng. Để Thảo cho cả nhà mình xem cái tên của nó. Ở đây thì nó để là pin nè. Đó, mà Thảo không biết là cái này nở ra là nó là xanh trắng hay là pin, bởi vì Thảo nhìn cái nụ thì mình ngờ ngợ ha, mình không biết được là màu gì bởi vì nó chưa có nở đó cả nhà. Bởi vì đó là lý do mà Thảo quay cái tên của nó ha, để cho cô chú bác anh chị em mình nếu mà ai biết hoặc là mình lên Google á, mình tra cái tên của nó để mình mua cho nó dễ ha. Thì cái tên nó như thế nào thì Thảo sẽ giao cho mọi người như vậy ha. Đây là chậu màu trắng của mình đang nở rất là đẹp và còn rất là nhiều nụ. Đó, chậu đào trắng ha. Chậu này thì Thảo bán rồi cả nhà ơi, nhưng mà mình chưa có ship. Ngày mai mình mới ship chậu này được. Đó thì năm nay Thảo có một số những cái màu hoa đào như thế này. À cả nhà ơi, đây Thảo có một chậu double nha cả nhà. Cái này là bông kép á. Để Thảo quay rõ. Đó, cái màu của nó là màu đỏ như thế này nè cả nhà, đỏ cam á. Và cái bông của nó thì bông kép. Mình có một chậu này thôi, cũng đang có nụ ha cả nhà ha. Đây, nụ của nó đây. Đó, trong cái tay Thảo nè. Và nhiều cái nụ nhỏ nữa, mình không muốn thọt tay sâu vô á, nó sẽ bị rụng nụ. Màu cam, hiện tại thì Thảo có màu đỏ nè, màu cam nè. Đó, cam nhạt nè. Đỏ nè, có màu hồng nữa. Màu hồng đâu rồi ta? Để Thảo kiếm màu hồng cho cả nhà xem. Nãy Thảo có thấy màu hồng. Đây nè cả nhà, đây là mấy cái chậu màu hồng của mình nha. Màu hồng nụ nè, nụ còn nhỏ ha. Đó, Thảo có màu hồng, màu cam, màu trắng, màu xanh, xanh xanh trắng trắng nha cả nhà. Rồi màu trắng tinh và màu đỏ. Đỏ thì Thảo có đỏ cam nè, đỏ cam cánh kép. Và Thảo có đỏ bọc đô, nhị vàng. Chậu lớn, chậu nhỏ đều có nè. Đỏ bọc đô nè, đẹp dễ sợ không cả nhà. Đó. Những cái chậu đào này rất là khỏe rồi nha cả nhà ơi. Nhiều rễ lắm và nhiều nhánh nữa. Đó. Cô chú bác anh chị em thích thì cứ liên lạc trực tiếp với Thảo nha, để Thảo ship những cái chậu hoa đào này cho cả nhà mình chơi nha. Bên cạnh đó thì Thảo cũng có mai tứ quý nữa đó cả nhà. Mai tứ quý thì không có trong cái video này ha, nhưng mà Thảo có hàng. Cho nên nếu ai muốn hoa đào, hoa mai để mình chơi trong mùa xuân này thì hãy liên lạc với Thảo. Thảo xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu ai thích hãy nhớ cho Thảo xin một đăng ký, subscribe, like và comment cho vui cả nhà ha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.